chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Quán ăn hạnh phúc được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Anh nói nhỏ, hai ông ấy mình thay cái áo khác được không? Ủa sao vậy? Em thấy sao dính gì vậy? Dính gì? À, em à, đây là cả một câu chuyện dài. Ờ. Mới mua về thì đây chỉ là một chiếc áo vest xám bình thường thôi. Ừ. Nhưng mà anh cố tình anh tạo điểm nhấn. Mấy cái trắng trắng này là em biết gì không? Kem đánh răng. Kem đánh răng. Anh ghét vào cho nó khô lại. Em thấy rất là phong cách không? Đó. Em thấy nó sao quá. Không phải đâu, tại vì em không cảm được. Anh phải mặc đồ như vậy để tiếp một vị khách rất là quan trọng. Hôm nay các bạn tới đều là những bạn rất là trẻ. Và phải nói là thế hệ Gen Z, những nhà sáng tạo, rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Chúng ta phải cư sừng làm nghe. Tâm lý chúng ta bây giờ chúng ta là 18-19. Chúng ta phải giữ tâm lý như vậy nha. Để mời các bạn vào. Kiểu em nhập vai chưa? Rồi. Nhập vai rồi không? Xin mời ạ. Xin mời. Cảm ơn em. Hello. Khách mời cũng trẻ rất, thiệt cũng trẻ rất thiệt là trẻ. Ừ, hai bạn này thì anh đã biết rồi, nhưng mà anh biết em rồi ạ. Anh biết em rồi. Anh xem rất là nhiều clip của em. Trời ơi, em vui quá. Bạn này là anh cũng xem rồi luôn. Anh xem rồi luôn. Anh xem rồi luôn. Anh mà mời khách tới đây, anh sẽ tìm hiểu thông tin của họ. Dạ. Ok. Và em tên là Ngô Đình Nam. Em được biết đến là một người sáng tạo nội dung, những nội dung mà kiểu nghiêm túc á, trên mạng xã hội. Dạo này không thấy nghiêm túc lắm nha. Trước đó là thấy kiểu cầm đàn, kiểu lãng tử dễ thương á. Dạo này làm clip kiểu hơi em bị chấn động gì đó đây đúng không? Chắc là do mỗi người cảm nhận thôi anh ạ. À, tại là cái nhịp sống mình mà lúc cuộc sống nó căng thẳng quá, mình phải vui vẻ một chút xíu đúng không em? Chính xác ạ. Tóc bạc này nọ đồ. Tóc bạc này là chia sẻ với mọi người là do kiểu như là em quá trẻ á, thì ra ngoài đường thì em toàn bị nhận là học sinh cấp 2 á. Nên là em muốn nhuộm cho nó kiểu chững tuổi một tí ạ. Ý em là em cũng trẻ măng. Ý là nhìn cho nó đúng cái độ tuổi của em hơn ạ. Thế hệ này ai cũng nghĩ mình trẻ măng ha. Kế bên còn có một bạn trẻ măng nữa. Xin chào tất cả mọi người, mình là Dương Vũ và cũng giống như Ngô Đình Nam thì mình cũng là một nhà sáng tạo nội dung. Và ngày hôm nay thì Dương với Nam cũng tình cờ đi ngang qua đây, thấy cái biển ở ngoài là quán ăn hạnh phúc, thì không biết là có thực sự là hạnh phúc hay không. Thì bọn mình ghé vào đây để ăn thử, nhưng mà từ nãy giờ chưa được ăn gì mà phải nói gì. Trời, sao mà nhắc khéo quá vậy? Em à, thật sự thì quán của anh tới đây thì mình phục vụ thực đơn theo cảm xúc. Cảm xúc ạ? Cảm xúc của anh, tại vì anh là chủ quán. Mỗi lần mà anh cảm thấy vui thì anh sẽ phục vụ những vị khách tới đây những món ăn rất là ngon. Ví dụ anh kiểu giống như hơi khó chịu thì anh sẽ cảm thấy rất là lúng túng và đồ ăn nó sẽ hơi cay một chút, nó hơi khó chịu một chút. Đúng. Nhưng mà không, những vị khách tới đây đều phải thực hiện những cái thử thách của quán ăn để cho bạn có phải là người xứng đáng để thưởng thức cái bữa đại tiệc này hay không. Ok, nếu mà được ăn thì tụi em sẵn sàng ạ. Được ăn thì bất chấp mọi thứ. Chính xác ạ. Tại vì tụi em đói quá. Tuổi trẻ bây giờ thật là nhanh gọn lẹ, rất là vô thẳng vấn đề và cũng không làm mất thời gian của các em nữa. Chúng ta hãy cùng nhau bước đến phần tiếp theo của Quán ăn hạnh phúc. Thử thách của chúng tôi thì cũng đơn giản lắm, mọi người có thấy gì không ạ? Dụng cụ làm bếp. Nhiệm vụ của các bạn là sẽ chạy lên đó lấy cái món mà anh chủ chúng tôi sẽ nêu tên lên. Nhưng mà cái điều đặc biệt là quãng đường các bạn tới đây lấy cái này, ai lấy trước sẽ đem về để trên cái mâm đó. Nhưng có một cái điều kiện nhỏ, tức là trong quãng đường các bạn tới đây, nhạc sẽ vang lên, các bạn cứ làm như nhiệm vụ các bạn nha. Nhưng mà khi nhạc tắt bất ngờ, các bạn phải đứng hình. Ví dụ như bạn chạy tới đây, bạn cầm được cái muỗng ha, bạn vừa mới cài về, nhạc tắt rồi bạn... Con dân để làm gì? Hạ hồi phân giải. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Xin vũ trụ cho tôi một nét nhạc à. Hãy thoải mái đi nào. Chúng ta hãy thoải mái thôi, có gì mà căng nào. Các em hãy lại đây và lấy cho anh một cái đồ đánh trứng. 1, 2, 3.
Anh thông báo tin vui cho em là em cầm đúng rồi đó. Nhưng mà cái thử thách phụ dành cho cái người khi mà cầm được đồ vật này là em phải trả lời một câu hỏi của chương trình. Nếu như em trả lời sai, cây này sẽ rớt vào tay của bạn này. Rồi, câu hỏi này em chỉ có 5 giây để em trả lời thôi nha. 5 giây. Kể tên 5 loại bánh làm từ bột mì. Bánh mì, bánh bột lọc. Bánh bột lọc. À, có bánh bông lan, bánh bông lan trứng muối, bánh chocolate. Hết giờ. Sao có bánh bột lọc đấy ta? Rất tiếc. Cho anh xin cái cây này ạ. Sao em nắm chặt quá vậy em? Music lên được không à? Anh đưa cây lại cho em. Dạ. Nhưng mà từ quãng đường từ đây tới đó nhạc có dừng lại hay không thì anh không biết nha. Nếu mà phải chưa đếm mà. Nam à, em thấy như thế nào? Cái thế này mỏi ạ. Rồi. Anh sẽ cho em một lần nữa để mà gọi là phục thù. Anh sẽ hỏi lại câu hỏi mà anh vừa hỏi bạn Dương Vũ. Kể tên 5 loại bánh làm từ bột mì. Bánh mì, bánh bông lan trứng muối. Thôi Nam ơi, anh nghĩ là mình cũng hết 5 giây rồi đó. Mình cũng không nghĩ là cho anh xin lại. May mắn lại tới với em rồi. Xác thời tới mọi người ơi. 1, 2, 3. Vào cái khay rồi. Vâng, đây Dương Vũ là người chiến thắng ở vòng 1. Không sao Nam à, đầu tiên là coi như là mình khởi động thôi. Đáng ra chương trình nên cho khởi động trước khi mà chơi cái trò này chứ. Ok. Rồi, cho nhạc lên nè. Cho nhạc lên để chúng tôi có thể khởi động à. Em hãy lại đây và lấy cho anh một cái dụng cụ để gấp thực phẩm. 1, 2, 3. Rồi, sao em trước? Từ em thôi. Trời, lịch sự. Ai mượn em lịch sự? Tập hỏi liền. Kể tên 5 món bánh của Nhật Bản. Bánh mochi ạ. 4. Bánh 3. 2. Bánh đúc á, Nam. 1. Hết thời gian. Anh xin lỗi em. Cho nhạc được không ạ? Cho nhạc đi ạ. Lên nhạc. Rồi kể đi em. Bắt đầu. 5. Bánh mochi. 4. Bánh 3. 2. Bông lan trứng muối. Thôi là trò chơi này chơi ở sân khấu mình nha. Ừ. Trò chơi này mà chơi ngoài đường Phạm Văn Đồng là không biết chừng nào mới về. Em muốn anh. Thôi khoan. Em muốn anh để đâu? Em muốn anh để vào tay em. Ủa sao em nhúc nhích vậy? Ok. Không được nhích nha em. Dạ ok. Anh để vào đây nha, để dạ. Tạm vào đây. Lên nhạc. Hay quá trời ơi. Hay quá. Vậy là một điều rồi. Ồ. Vậy bây giờ mình chỉ còn một cơ hội cho một bạn nữa thôi nha. Nhặt lên được kìa. Lần này chúng ta sẽ lấy cho anh một cái mùi to nhất. Nên nhớ nha, cái mùi to nhất trong đó. 1, 2, 3. Bắt đầu. Bây giờ là hai người cùng đều chạm vào cái mùi. Cho nên là chúng ta sẽ đọc câu hỏi. Ai trả lời được thì sẽ là người giữ cái mùi đó trong tay. Đây là câu hỏi phụ thôi nha. Quán ăn Hạnh Phúc được phát sóng vào thứ mấy hàng tuần? Dạ, thứ bảy ạ. Vậy là Nam sẽ được nhận. Ráng nha em, gia đình trông cậy vào em. Music. Rồi, 5 giây. Kể tên 3 món mì của Nhật Bản. 5. Mì 4, Samyang ạ. 3. Mì 2. Một. Ramen ạ. Hết thời gian. Sao tôi phải làm công việc này vậy ta? Gia đình bây giờ đổ dồn trông cậy vào em. Music. Chạy đi. Rồi, kể tên 3 món mì của Nhật Bản. Samyang, ramen, udon. 3. Samyang không phải của Nhật Bản. 2. Mì 1. Mì udon. Hết thời gian. Kèo này là tôi thấy chưa. Ủa sao Em tính rồi. Music. Ngó lên trời. Trời cao không có thô. Ê, chưa bỏ xuống cái mâm nha. Cái chân chưa qua mức chưa bỏ xuống cái mâm nha. Kể tên đi em. 3 món. 5. 4. Ramen. 3. 2. Thôi hết rồi, Nam ơi, mình trời ơi. Cuộc đời thấy nó lên voi xuống chó. Gia đình là trông cậy vào em lắm. Bây giờ em phóng làm sao mà qua một bước tới đó nha. Music. Chưa làm, em thua luôn. Rồi, xong, kết thúc. MC bảo là music, nhưng mà music chưa lên. Nam à, mình, Nam. Dạ. Mình thắng rồi Nam. À, là thắng rồi. Thắng rồi. Thì vòng thi vừa rồi, nói chung rất là gay cứng. Ai cũng là người xứng đáng cả, nhưng mà phần thắng đã thuộc về bạn Nam của chúng ta. Em có bất ý gì không? Ba mẹ ơi.
Con thắng rồi ạ, con thắng rồi ạ. Đơn giản vậy thôi ạ. Con làm được rồi. Vâng, thì nói chung là thử thách hai bạn khiến anh rất là vui. Mặc dù là có người thắng, có người thua và có người ở lại. Có lúc vui, có lúc khóc và có những lần lỡ dại. Có mặt hôm nay thì cũng đã rất là vui rồi, ai cũng rất là cố gắng. Anh rất là thương hai bạn. Anh nghĩ là chắc cho hai bạn vào ăn hết đi. Anh vui quá, đúng không em? Không chần chờ gì nữa, chúng ta hãy đến phần đặc biệt nhất và quan trọng nhất mà ai cũng trông chờ của quán ăn hạnh phúc. Ái chà, sao mà cái số này tôi thấy nó bếp lửa than hồng, khói bay bập bùng với gì ta? Hấp dẫn không à? Rất là hấp dẫn à. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ khám phá ẩm thực Nhật Bản đúng không em? Đúng rồi. Mình mở hàng với lại món đầu tiên luôn, sashimi. Phần sashimi này nhìn thì có cá ngừ, có cá hồi, rồi có cá chích, bạch tuộc, sò đỏ. Đặc biệt á là sẽ có wasabi. Nhưng mà wasabi này rất là ngon. Với lại là bình thường á mình ăn những cái loại wasabi đóng hộp á thì thường á là sẽ rất là buốt và rất là cay, đúng không? Bị hăng. Còn wasabi này á, wasabi tươi. Oh. Nhà làm, chất lượng. Thôi bây giờ trước khi ăn mình mời nhau cái đi. Dạ vâng. Đây là trà xanh Nhật Bản. Các em biết trà xanh Nhật Bản khác với trà xanh Việt Nam ở chỗ nào không? Dạ, dạ. Nó ở Nhật Bản. Nó ở Nhật Bản. Ờ đúng vậy ạ. Chúng ta đơn giản thôi. Mời mọi người. Mình cứ thoải mái. Chắc cái easy. Vị nó rất là trà. Vị nó rất là trà hả em? Không, trà này là trà nguyên chất. Nên là sẽ không có đường. Đó, rồi, đúng không? Mời mọi người nha. Mời mọi người ạ. Rồi, chúng ta ăn nào. Ờ, cho em ăn bạch tuộc trước ha. Vâng. Thấy cái miếng bạch tuộc này có vẻ khá là ngon. Ừ. Rất là dai nha. Bạch tuộc phải dai chứ. Thường á, Lu không biết ăn wasabi là bởi vì là do lần đầu tiên á mà ăn á thì wasabi là sọc thẳng lên trên này nè, cho nên là rất là khó chịu. Còn cái wasabi tươi này á thì cái cảm giác nó nhẹ nhàng hơn, khá là ok. Em là một người không ăn được cay, nhưng mà do là hôm nay chị Lu giới thiệu dữ quá nên là em ăn thử. Nhưng mà thật sự là cái vị wasabi ở đây nó không bị nồng như những cái nơi mà em đã từng thử. Nó không bị cảm giác sộc với mũi mà nó cay ở một mức độ vừa phải. Sao vậy? Mình thật sự ổn đúng không ạ? Kiểu giống như là anh bỏ nhiều wasabi đó, nó bị nồng á, nhưng mà cảm thấy rất là đã. Cảm thấy cái mùi hương wasabi nó nồng say. Nó nồng say và nó nồng bật lên cái xoang mũi của mình. Nó mở một cái bạc ti trong đó, nó nhảy 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 nhảy, hiểu không? Thực ra thì em thấy chị nói đúng là cái wasabi này nó không có nồng như những cái wasabi ở chỗ khác. Ok, bây giờ mình ăn món tiếp theo đi. Món tiếp theo của mình sẽ là một món rất là đặc biệt mà hôm nay muốn giới thiệu luôn. Cơm lương gấp đôi. Đố mọi người tại sao lại có tên là cơm lương gấp đôi? Cơm lương tại vì nó có hai miếng lươn, đúng không ạ? Đúng rồi. Và cái lương này á được nướng trên bếp than. Và khi mà nướng á thì cái lớp mỡ ở trên cá sẽ tuôn ra, cho nên là ăn á mọi người sẽ nghe một tí vị khói rất là thơm. Lu đã từng chứng kiến đầu bếp đứng ở đó nướng tạo ra một cái món ăn này rất là đặc biệt, cho mọi người phải thử. Bình thường á ăn cơm với lại lương hoặc là những món ăn từ lương á, thường chúng ta sẽ ăn với sốt teriyaki, nhưng mà hình như cái món lương này không có loại sốt đó đúng không ta? Thì mà em feel là người ta ướp và rồi xong người ta nướng. Cho nên là cái miếng lương mình ăn rất là đậm vị. Theo em thấy thì cái lương kiểu như là những cái sóng bọt biển ạ. Sóng bọt biển à, là em cảm nhận được những cái hương vị của biển cả. Lưới nước ngọt em, lưới nước ngọt em. nhưng mà... là cái vị nó đậm đà. Đậm đà. Đúng rồi. Đậm. Mà em biết sao lương mềm không? Bởi vì là được lấy từ cái phần mình, cho nên là ăn á bỏ vô miệng là sẽ tan chảy. Với lại á ăn lương á màu ngon á mọi người, người ăn một miếng thiệt là to mọi người, nó mới đã. To là phải đúng là to rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà trợ lý của tôi à, nãy giờ tôi thấy là cái phần thịt này nướng tôi bị thèm quá, có thể nào mà cho tôi thử những món này được không? Được. Đây là sẽ có thịt xiên với lại rau củ nè, rồi có lương nướng nè, và đặc biệt á là những cái loại rau củ này là nhà trồng nha mọi người, organic hết nha mọi người. Organic. Chúng tôi mang đến một sự chất lượng đảm bảo cho sức khỏe của mọi người nha.
Để anh mời em cái này giòn giòn nè. Cái đây là măng tây. Măng tây. Măng tây và được bọc bởi một lớp thịt ba chỉ. Còn ba chỉ heo hay ba chỉ bò thì chúng ta ăn thì chúng ta cũng mới thưởng thức và biết là mình cảm nhận đúng không? Đúng vậy. Có đây, ở đây ai thích ăn rau không? Em thích ăn rau. Ăn rau thì ăn món này rất là thích. Nhưng mà anh ơi, cái này chấm cái gì ạ? Em chấm như chấm nước tương hoặc là như anh đã ăn không? Anh ăn không. Anh ăn không để thử cái vị ngọt thực sự của nó. Nhưng mà đã dạ. Rất đã. Ăn cái măng tây này vào đúng không ạ? Thì em cảm thấy rất là thương những cái chú nông dân ạ. Ôi sao em, tại sao? Em hay tại vì họ đã vất vả và làm lụng để trồng ra được một cái bức măng như vậy. Đúng, ông bà mình có câu uống nước nhớ nguồn. Thì mình ăn cái bức măng này thì riêng anh cũng rất là nể và quý những cái công sức và những người nông dân đã làm ra bức măng này. Một lần nữa là em xin cảm ơn những người nông dân. Cảm ơn mọi người ạ. Vâng, cảm ơn mọi người. Ai da, còn có nấm nữa. Chúng ta ăn thêm nấm nữa. Tại vì cái đà mình nãy giờ mình ăn đạm nhiều quá. Mình phải ăn có cái gì đó nó rau củ nó sẽ ngon. Cái gì mọi người? Mọi người biết không, Khánh vừa mới ăn thịt được bọc bởi những cái miếng nấm đùi gà. Ai cũng biết là cái miếng nấm đùi gà nó dài như thế này. Mà hồi nãy cái miếng nấm được bọc bởi một cái lớp mỡ. Như em hồi nãy em ăn vào thì em thấy cái hương vị thịt mà bọc nấm như thế nào? Cái phần thịt thì nó chín vừa tới mà không bị kiểu khô quá ấy. Cái phần nấm bên trong thì rất là tươi. Riêng ngày hôm nay khi mà ăn tới đồ ăn Nhật Bản thì mình mới hiểu là tại sao Nhật Bản có rất là nhiều người sống thọ. Những cái món ăn của họ từ nãy giờ mình ăn, mình cảm thấy họ bỏ cái gia vị rất là ít nha. Mà họ sử dụng những cái nguyên liệu rất là nhiều. Tự nhiên. Cho nên khi mà mình ăn vào á, mình cảm thấy cái vị ngon, tươi. Và mình không có cảm nhận quá là nhiều hương vị đâu. Cho nên mình có thể ăn nhiều mà mình không có ngán á. Ồ, còn trên tay bé đang cầm một miếng tàu hũ hả? Đây là trứng cuộn lương mọi người. Trứng mà sao cuộn lương ta? Đúng rồi, bình thường á là thấy cái món trứng này ở trong tất cả các buổi ăn của người Nhật rất là phổ biến. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là ở bên trong này sẽ còn có lương nướng nữa. Lương nướng. Ủa hay ha, sao mọi người nấu kiểu gì mà mọi người nhét được con lương vào đây ta? Nhét thịt lương chứ nhét con lương vô đây là cái miếng tàu hũ là thành con lương. Đúng không? Kiểu vậy. Thôi mình ăn, mình ăn đi, mình nói cảm giác sao? Ăn mấy cái này phải ăn miếng to em, nó mới đã. Đúng không? Ừ. Sao anh bắt trước em đấy? Cái phần trứng ở ngoài rất là mềm. Mềm mịn nữa. Con lươn nó vẫn tan như hồi nãy em miêu tả. Em bây giờ là vẫn là một đại dương. Nó chỉ thay đổi là con lươn từ con lươn bình thường nó thành con lươn bọc trong trứng thôi. Ngon chỗ là cái trứng bên ngoài thì nó sẽ hơi chín, nó hơi khô chút xíu dạ. Và dần dần về trong bắt đầu càng ngày càng mềm. Nó mềm, nó mềm từ từ tới phần lươn là cái gọi như là giọt nước tràn ly rồi, nó quá chịu mềm. Em không biết sao nhưng mà tự nhiên ăn vào em có cảm giác em đang ở trên một bãi biển ạ. Tại sao em lại nghĩ là bãi biển? Kiểu như là bãi biển là một cái nơi mà để cho người ta xả stress và cảm thấy kiểu như là thoải mái nhất ạ. Qua mình ăn món tiếp theo đi mọi người. Nhiều fan ăn sang miệng món tiếp theo đi ạ. Bây giờ mình sẽ ăn đến trứng cuộn lương nha mọi người. Cho anh xin một cái lương cuộn để mà anh có thể nào mà cảm nhận cái hương vị của nó một cách thơ mộng được không? Ok rồi, cảm ơn. Cái này mình vẽ một gáp là cho mồm luôn á. Anh sẽ cho một ít wasabi. Đây, một cục như thế này. Sau chúng ta bỏ vào mồm. Ngon lắm em ơi. Thật sự anh cảm giác như là mình đang trên một cái xích đu á. Và vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao. Và lòng anh sẽ ấm áp như là một ly sữa thơm. Ăn nó cảm giác như một cái âm thanh, một cái giai điệu gì đó. Em thì cảm giác nó như là kiểu bởi lần em nói anh không có luôn. Bình thường như là em cảm thấy là lươn ơi lươn ở lại. Lươn ơi lươn ở lại. Nói chung là ăn tuyệt vời quá. Mà mọi người biết là ở trong đó có gì không? Ở trong có ăn có cảm nhận được gì không? Có dưa leo nè, có phô mai nè, với lại ở trên có lương nướng nè. Cuộn ở trong một lớp trứng mỏng đó đúng không? Nhưng mà cái phần cơm thì rất là dẻo, ăn khá là thích. Tại vì khi mà ăn vào đây á thì có một cái gì đó nó dính, cái phô mai nó mềm. Nó dính trên những cái kẽ răng của mình đó. Khi mà mình ăn hết cả một cuộn cơm rồi nó vẫn còn lưu lại, giống như là một người con gái mà níu tay mình lại, anh ơi đừng có rời xa em á, cái kiểu vậy á. Là em cảm giác đây giống như là một chuyện tình của lươn, răng và cái tâm á. Và phô mai á. Cái tâm để mình xỉa những cái đó ra. Ý em là răng với lại phô mai yêu nhau và tâm là người thứ ba. Đúng rồi, tâm là người thứ ba. Tâm là người thứ ba đúng không? Em diễn tả món ăn nghe nó drama và nó căng thẳng của em. Nhưng mà anh thấy đúng không ạ? Đúng. Đúng.
mình đôi khi mình ăn mình cũng phải mộng mơ như vậy á, yeah. Để mình cảm thấy là mình hưởng thụ hết tất cả những cái gia vị trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cảm thụ mọi thứ từ những cái nhỏ nhất, từ những cái chi tiết nhất, đúng không em? Chúng ta hãy tận hưởng cái hương vị cuộc sống của chúng ta một cách chậm rãi ạ, chậm rãi ạ. Kính thưa quý vị, để trải qua những cái cảm giác chậm rãi thì chúng ta hãy ăn nhanh một cái món mà tôi chờ từ nãy giờ. Nhưng mà thắc mắc là hồi nãy là Khánh ăn cá hồi rồi, nhưng mà ở đây sao lại có cá hồi, thì nó khác nhau chỗ nào vậy luôn? Đây là một cách gọi là sashimi hồi xưa của người Nhật. À vậy hả? Ý là sashimi cổ đại. Lưu không nhớ là chính xác thời gian bao lâu, nhưng mà Lưu nhớ lịch sử là cái này là cách hồi xưa á, thì sẽ là nướng rơm. À, tức là ở bên kia là không được nướng qua rơm, còn bên này là được nướng qua rơm. Cái bên kia là tươi, sashimi tươi. Tươi sống. Ồ. Còn cái này thì sẽ là nướng rơm. Cái hơi khó á. Chắc là để em cho anh Khánh ăn thử một miếng để anh Khánh cảm nhận được cái vị. Lưu nghĩ là những cái bạn đang xem chương trình đó, nếu như mà mọi người không ăn quen đồ sống nè, thì mọi người có thể thử bằng cách này thì nó sẽ dễ ăn hơn, với lại là vẫn giữ được nguyên vẹn cái mùi vị, không có bị tanh. Khi mà ăn quen rồi, các bạn có thể chuyển qua ăn sashimi sống là trời ơi, xuất sắc, đúng không? Xuất sắc luôn. Nhưng mà cho em hỏi một chút là cái này không phải là hải sản đâu, đúng, cái này là thịt đúng không chị? Cũng là thịt. Là thịt mình, đúng không? Mình xông khói. Mình xông khói hết tất cả những loại thịt ở đây, kiểu giống như là xông khói bằng rơm á, kiểu vậy. Và người ta làm nhẹ, như là anh thấy ở đây cái miếng cá căng đầu vẫn còn tươi, căng ngừ chúng ta có chỉ có một cái lớp mỏng thôi quý vị. Chúng ta thấy giống như là một lớp váy hơi khô khô, hơi khô khô nhẹ ở một cái lớp vỏ đó, mà cái màu sắc cũng rất là hồng tươi nha. Cái màu này ví dụ như ai mà có bán một cái áo mà cái màu hồng này là anh sẽ mua về vẫn á, anh rất thích cái màu hồng này. Nhưng mà em cảm nhận được cái mùi thơm, rất là thơm. Mọi người, em thấy ở trên này nó có 5 cái gia vị gì đó. À, anh giới thiệu với em. Đây là tỏi, người ta chiên giòn lên. Dạ. Đây là muối Himalaya. Muối Himalaya. Đây là gừng và một số loại rau củ quả hữu cơ. Tóp minh phụ mình ăn, có thể ăn kèm theo với nó. Nhưng mà anh nghĩ thì chúng ta nên thử một lát tỏi chiên giòn này sẽ rất là thơm. Ừ, có sốt mayo với lại giấm nha. Cái sốt nó hơi chua chua, mà cảm giác vị của nó rất vừa phải, hòa quyện cùng với cái miếng thịt, cảm giác rất là ngon. Rồi, cái miếng thịt này nó chất lượng quá nha, nãy giờ chưa xong. Thịt rất là ngon. À chà, ngon quá. Thường thường thì mình ăn cơm như vậy, ở gia đình đó, mình sẽ thường nói chuyện với nhau để mà chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Từ lúc em lên đây tới bây giờ thì cái bữa ăn nào làm cho em cảm thấy mà nó hạnh phúc mà em nhớ? Chắc là cái bữa ăn đầu tiên mà em ăn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Cái đợt đấy là cái đợt mà em bắt đầu bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh để đi học cũng như là làm việc ở trong này, thì cả gia đình em đã book vé máy bay để vào đây cùng em. Và trong cái bữa ăn đầu tiên đấy thì em đã cùng với lại gia đình đi ăn, và ngày hôm sau thì bố mẹ em sẽ bay về lại ở ngoài Bắc, nên là bữa ăn cảm giác như là nuối tiếc nó hơi nhiều. Và hôm đấy thì cả nhà đều khóc rất là nhiều, hồi là bố mẹ cũng rất là nhớ em. Em nghĩ là đấy là cái bữa ăn mà em thật sự là nhớ nhất. Thực ra thì mình ở trên đây thì mình cũng hoạt động, có những lúc mà khó khăn, mình buồn hay là gì đó, mình rất là nhớ gia đình mình. Và cái việc mà ngồi bên cạnh nhau và để nói chuyện cũng rất là vui. Dạ đúng rồi. Còn Nam, mẹ em nấu ăn ngon không? Thú thật ra luôn á, mẹ em nấu ăn cũng không có xuất sắc như ở bên ngoài bán. Khoan xí, cho anh đổi chỗ được không? Dạ được. Anh muốn ngồi kế Nam, tại vì kiểu mẹ anh nấu ăn cũng không được ngon như bên ngoài. À vậy hả? Vậy là kiểu giống như là nói vậy là nó tránh nó kéo đó. Dạ. Dạ. Rồi em cứ nói tiếp đi. Những cái bữa ăn mà mẹ nấu á, là những cái bữa ăn em cảm thấy ý nghĩa, chứ không nhất thiết là một bữa ăn nào trong cuộc đời cả. Thực sự có một cái điều như thế này nè, mẹ mình nấu mình biết là không ngon bằng những món mình ăn bên ngoài đâu, nhưng bên trong đó ẩn chứa một cái hương vị mà chúng ta không thể nào nếm được bằng lưỡi, mà chúng ta chỉ có thể nếm được bằng cái tấm lòng của mình thôi. Cái đồ ăn đôi khi là mình ăn ngon không phải bởi vì nó ngon, mà mình ăn ngon bởi vì cái người nấu, cái không khí ăn với nhau. Thực sự thì nãy giờ chúng ta cũng ăn gần hết món ăn rồi. Dạ. Như là lời hứa từ đầu, anh hứa với tất cả các bạn thì chúng ta tới đây ăn, chúng ta sẽ ăn miễn phí. Nhưng mà anh chỉ xin mọi người là một thứ thôi. À, là vẫn còn cái cút phim này. Anh muốn xin hai đứa một tấm hình kỷ niệm. Dạ được. Được rồi, chúng ta cùng nhau nâng ly xong rồi chúng ta đi chụp hình nha. Dạ. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Vô. Mời mọi người lại đây. Ông chủ, tại vì mấy bạn này cũng Gen Z đó. Em thấy em cũng Gen Z cho nên là em vô khung hình nha. Được không ạ? À? Được. Chúng ta cùng nhau cười tươi lên để cùng nhau chụp tấm hình nha. Rồi cười nè, cười nè. 1, 2, 3. Là ngày em bọn em được cầm về đúng không? Sao vậy ạ? Anh sẽ gửi về cho em mấy khác, em nhìn đi. Đây, anh sẽ giới thiệu cho em. Đây là tấm bảng kỷ niệm của quán ăn hạnh phúc.
Mỗi vị thực khách tới đây đều được chúng tôi chụp hình lại và dán lên đây. Đây, anh sẽ treo tấm hình lên đây. Và cái điều cuối cùng, anh muốn xin tụi em. Lại xin đó, em vừa thấy xin một điều đó, bây giờ xin hơi lắm. Xin chữ ký. À, ok, à, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý ạ. Ồ, cảm ơn em. Đây, 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 để em. Mời các bạn lại sảnh điện của chúng tôi. Rất là tiếc khi nói câu này, nhưng mà buổi tiệc nào cũng sẽ đến lúc tàn. Vậy thì trong giây phút chia tay như thế này thì em có thể nào nói cho anh biết cái cảm nghĩ của em như thế nào về cái buổi ăn ngày hôm nay được không? Đáng ra là hôm nay bọn em chỉ định đi qua đây thôi, nhưng mà chẳng qua là thấy cái biển tên là Quán Ăn Hạnh Phúc và ăn thử xem là có hạnh phúc hay không. Thì thực sự là hạnh phúc không? Mới đầu em nghe cái tên quán ạ, em tưởng đó sẽ là một cái sự hạnh phúc của giữa em và Dương, nhưng mà không phải. Đúng rồi, đúng, đúng, chính xác. Đây là sự hạnh phúc của Trung. Đúng. Đúng, tức là mình muốn ăn nhanh thì ăn một mình. Còn muốn ăn ngon thì phải ăn cùng nhau, đúng, đúng không? Đúng rồi. Hay quá. Và rất là cảm ơn hai em đã đến với Quán Ăn Hạnh Phúc của tụi anh. Anh mong là sau khi các em rời khỏi cái quán này, tụi em vẫn sẽ có được những phút giây hạnh phúc giống y chang những gì mà tụi em có tại quán ăn này. Và cũng như một lần nữa, cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và rất cảm ơn nhà tài trợ nhà hàng Una Toto đã tài trợ bữa ăn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.